Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024 từ trường Sa Studio của Quang Trường và Lê Lê. Chương trình này tôi làm sáng ở đây vì sau khi có chương trình này chúng tôi lên xe đi ra phi trường ở sân bay nội bài bay về sân bay tân sơn nhất ở thành phố hồ chí minh nên chương trình này là làm từ ban sáng nhưng tôi chiếu cho ban chiều. Sau khi mà cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì theo đài CNN và rất nhiều thông tin truyền thông của Mỹ bây giờ nhiều người muốn vận động để sao để tổng thống Donald Trump bổ nhiệm họ vào trong một số chức vụ. Đài CNN cho biết có những người sau khi mà tham gia buổi liên hoan mừng thắng cử của tổng thống trump ở florida thì họ nấn ná ở lại từ hôm đó tới hôm nay vì sao vì mong rằng là tổng thống trump sẽ mời ai đó tới gặp gỡ để mà phỏng vấn vét tức là xét xét lại xem từng cá nhân này cá nhân nọ để có thể đưa vào nội các của tổng thống Trump. Và bên phía CNN cũng đưa tin nhá, những người mà tổng thống Trump có thể đưa vào trong nội các của ông. Về vấn đề mà ông chọn thì ông kinh nghiệm kỳ này ông đã từng tuyên bố là ông chỉ có những người trung thành thôi. Yếu tố trung thành loyalty là số một đối với Tổng thống Trump bây giờ. Nên những ai trong hai năm qua mà quay lưng với ông hoặc là đối đầu với ông thì ông không có chọn. Trong đó thì rõ ràng là Phó Tổng thống Mike Pence. Trước đây là người mà ông thương mến nhưng sau đó thì chúng ta đã biết rồi đã tố cáo ông Trump nhiều vấn đề và nhất là tranh cử sơ bộ kỳ vừa qua cựu phó tổng thống Mike Pence đã có những lời không được đẹp với ông Trump và coi ông Trump như là một sự tai họa cho nước Mỹ cho đảng Cộng Hòa thì đương nhiên cựu phó tổng thống Mike Pence là không bao giờ được cân nhắc và cả những người mà đấu với ông trước đây là ông đã làm ơn. Như là đương kim thống đốc Ron DeSantis ở Florida chắc cũng không được gì hết. Hoặc là cả bà cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina cũng từng là đại sứ của Mỹ ở Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley chắc cũng không được cân nhắc, không được gì hết. Vì đây đối với cựu tổng thống Trump là những người không có trung thành, là những người phản bội. Cỡ như bà Liz Cheney là con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney. Ông cũng đã từng tuyên bố bà này thì cần mang ra ngoài dùng chính khẩu súng để xử tử bắn. Vì đây là người phản đảng. Nên quan điểm của Tổng thống Trump rất là rõ ràng không còn sử dụng những người mà ông cho rằng là không có trung thành hoặc là phản đảng. Và ông không sử dụng những người mà ông nghi ngờ là không có trung thành với ông. Thế những người mà đấu với ông như là tỷ phú Vivek Ramaswamy hoặc là thống đốc Dov Bergen ở North Dakota đó thì những người đó đấu trong sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Những người đó không có ân oán với ông Trump trước đây. Những người đó làm theo quy trình của tranh cử của Mỹ. Thí dụ như là tỷ phú Vivek Ramaswamy và luôn cả thống đốc Dov Thì bên phía CNN và các cơ quan truyền thông của Mỹ như Fox nhận định những người này cứ thường Tổng thống Trump giữ một chức vụ gì đó ở trong nội các của ông. Tỷ phú Vivek Ramaswamy hoặc là ông thống đốc Duff Burgum. Còn những người mà trước đây đã cùng với ông và vẫn gì đó không có quay lưng với ông trong hai năm qua thì Tổng thống Trump cân nhắc muốn đưa trở lại CNN nói thí dụ như là ông Mike Pompeo trước đây là bộ trưởng bộ ngoại giao dưới thời của ông trump giai đoạn chót và trước đây cũng là giám đốc cơ quan tình báo của mỹ thì đây là một nhân vật sáng giá cứ thường được đưa trở lại để trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng bộ tư pháp thì tổng thống trump theo tại CNN luôn là muốn mời ông Ken Paxton hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas. Ông Ken Paxton thì lại có những điểm giống với Tổng thống Trump và là người trung thành với Tổng thống Trump trong những năm qua sát cạnh với Tổng thống Trump. Ông cũng có quá trình là bị đưa ra tòa để trúc phế và cũng được gọi là sống còn giống y như là Tổng thống Trump thì nếu mà Tổng thống Trump chọn thì chọn ông Ken Paxton làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế cho ông William Barr trước đây. Thì ông Ken Paxton này mới là mạnh tay vì ông đã từng mạnh tay ở Texas trong những năm qua thì ông Ken Paxton sẽ mạnh tay với những người mà Tổng thống Trump cho rằng là kẻ thù của ông hoặc là kẻ thù của đảng Cộng Hòa. Ông Ken Paxton là một vị bộ trưởng bộ tư pháp nếu xảy ra đó là rất là mạnh mạnh tay cho tổng thống trump còn uh, giám đốc cơ quan fbi bây giờ là ông christopher ray ông christopher ray lại chính là do tổng thống trump bổ nhiệm vào năm 2017 nhưng uh, qua một quá trình như vậy ông christopher ray đã chứng tỏ là một người lật mặt hai mặt lúc thì thế này lúc thì thế nọ và trong những năm qua lại gây khó dễ cho tổng thống trump và người như thế này đảng cộng hòa cũng nhận định là kẻ hai mặt là nguy hiểm cho đảng cộng hòa thì sau khi mà tuyên thệ thôi ngày hôm trước hôm sau tổng thống trump sẽ đuổi đuổi việc Christopher Ray vạch mặt Christopher Ray ra làm cho Christopher Ray phải hổ mặt giống như là người tiền nhiệm là ông James Comey đó là nhận định của Fox và CNN Christopher Ray không thể nào mà ngồi ở ghế FBI bây giờ đó cả cơ quan FBI đang rúng động vì FBI trong nhiều năm qua là một gì đó coi như là một cánh tay cho đảng Dân Chủ. Chứ không phải là một cơ quan thi hành công lý cho cho nước Mỹ. Nên đảng Cộng Hòa cũng muốn loại bỏ ông Christopher Ray. Và Tổng thống Trump đã nói sau khi mà nhận chức chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là đuổi việc ông Christopher Ray. Danh sách mà cân nhắc vào các chức vụ từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là quan trọng nhất rồi đến các bộ khác như là bộ quốc phòng rồi bộ tư pháp thì coi như những người phụ tá của tổng thống trump đã nhận hết rồi mấy ngày hôm nay người ta thấy là nhiều người ở lại florida và nhiều người bay tới florida hy vọng là gặp gỡ tổng thống trump để có những cuộc phỏng vấn và những cuộc để mà sắp xếp lại để có một nội các một nội các mới của Tổng thống Trump sau ngày mà ông tuyên thệ 20 tháng 1 năm 2025 thì nội các của ông hoạt động ngay Dẫu vậy nhiều cơ quan truyền thông nói chưa cần có ngày nhận chức bây giờ ông đã hoạt động rồi Hiện giờ nhiều lãnh đạo các nơi trên thế giới đang ngóng về ông hơn là ngóng về nội các của đương kim Tổng thống Joe Biden nên uh, hoạt động của ông ngay bây giờ là đã có rồi Khỏi cần đợi tới ngày đó Từ đây tới ngày 20 tháng 1 Thì rõ ràng Là Tổng thống Trump Có uy thế lớn quá Nên uh, Từ trong nước đến ngoài nước Người ta đợi quyết định của ông rồi Không cần ông phải tuyên thệ Thì tiếng nói của ông Lệnh của ông cũng đã mạnh mẽ rồi Chứ không phải giống như Tổng thống Joseph Biden bây giờ. Dẫu vậy chúng ta đợi, đợi theo thủ tục thôi. À, đầu năm năm 2025 thì đếm kết quả bầu cử cách chính thức. Lúc đó bà Kamala Harris vẫn là phó tổng thống, chủ tịch của thượng viện sẽ chủ trì để đếm phiếu. Người ta nói đây là một hình thức ceremony, tức là nghi lễ thôi. Chứ còn chắc chắn là Tổng thống Trump được đại đa số rồi. Landslide rồi. Con số bây giờ là tới 310 mấy. Còn bà Kamala Harris mới chỉ có 200 mấy. Vậy là landslide. Thì đếm phiếu kia chỉ là hình thức. Hình thức về nghi lễ. Nhưng uh, phải làm. Và nhận chức là ngày 20 tháng 1. Từ đây tới ngày 20 tháng 1. Tổng thống Trump chưa có chính thức mà uy thế của ông lớn quá nên cả thế giới và ngay chính trong nội bộ của nước Mỹ ngóng trông đến ông. Chúng ta thấy khi ông vừa mới có tin thắng cử, giá vàng tụt xuống vì người ta tin giá đô la sẽ lên. Vì tổng thống Trump là một người mạnh mẽ sẽ xây dựng nền kinh tế của nước Mỹ thì giá vàng tụt xuống cái đã tạm thời, giá đô la lên liền lại như thế. Đây là một con người rất mạnh. Nên là tuổi của ông 78. Nhưng có cảm giác như ông là một người còn rất trẻ, mới sáu mươi mấy thôi. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi trong việc mà chuẩn bị chọn nội các mới của Tổng thống Trump thì có danh sách của những người và những người đó thì tôi đã nói rồi và tại sao thì tôi cũng đã trình bày rồi. Hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.